Chúng ta đã gần hết năm 2024 và sắp sang 2025 rồi. Nếu như anh em đang định mua cho mình một chiếc iPhone cũ thì để mình gợi ý các bạn những cái mẹo test mới nhất bây giờ nhá. Để anh em khi đi mua máy sẽ vừa an tâm lại vừa có kiến thức. Và mình là Công, tới từ ReviewOS. Bắt đầu thôi. Cảm ơn KeysFan đã đồng hành cùng mình trong video này. Nếu như các bạn có nhu cầu mua Key Windows hay là Key Office với mức giá tốt thì đường link của KeysFan mình sẽ để ở phần mô tả để các bạn tiện tham khảo nhá. Bước 1, kiểm tra ngoại hình. Đây chắc chắn là bước mà bạn nào cũng cần phải trải qua khi chúng ta đi lựa chọn một chiếc iPhone cũ. Các bạn sẽ xem cho mình là cái iPhone nào có ngoại hình đẹp nhất thì anh em sẽ lựa chọn nó nhá. Ví dụ như các bạn nhìn này, cái phần mặt lưng kính của máy có bị xước sát gì không? Rồi là xung quanh khung viền của máy có bị cấn móp gì không? Đây là hai cái rất cơ bản anh em nên check ngay khi chúng ta cầm vào chiếc iPhone cũ. Lựa ra cho mình những cái iPhone các bạn thấy ngoại hình đẹp nhất. Sau khi có ngoại hình đẹp nhất xong thì bây giờ các bạn sẽ chọn tiếp cho mình là tới cái iPhone nào có cái phần ốc của chúng ta nó không bị choét, nó không có hiện tượng bị tháo lắp quá là nhiều và tất nhiên không bị tháo là tốt nhất. Nhưng mà bởi vì kỹ thuật công nghệ bây giờ nó quá cao, mình không dám khẳng định là một cái ốc đẹp là ốc nó chưa bị tháo. Nó vẫn có thể đã bị tháo rồi, nhưng mà thôi anh em cứ nhìn cho mình hai cái ốc ở phía dưới này. Nó đẹp, nó không bị choét thì có nghĩa là cái máy nó ngoại hình cũng khá là ổn. Tiếp theo các bạn cũng kiểm tra thử cho mình khe SIM luôn nhá, để xem là khe SIM tháo ra có bình thường hay không, khi tháo lắp vào gặp khó khăn gì hay không, và cũng như là phần email ở trên khe SIM nó có trùng với chiếc iPhone hay không. Sau khi chúng ta đã kiểm tra xong ngoại hình và rất có thể các bạn đã chọn cho mình được một em iPhone ưng ý, thì bây giờ các bạn sẽ cần kiểm tra tiếp cho mình là mainboard ở trong máy có bị cong hay không. Không cần phải tháo ra, các bạn chỉ cần vào cho mình ứng dụng La Bàn. Và các bạn chú ý cho mình là hai dấu trọng tâm hình chữ thập nó phải chồng lên nhau thì như vậy là cái main iPhone này mới bình thường. Còn trường hợp các bạn để lên mặt phẳng rồi nhưng mà hai cái dấu chữ thập nó lệch nhau ra thì anh em cần phải cân nhắc lại nhá. Và mình chỉ thêm anh em một số những cái mẹo nhỏ nữa để khi các bạn test có thể chú ý. Đó là các bạn sẽ nhìn cho mình xung quanh cái phần viền của máy có phòi tí keo nào ra không. Nếu như có phòi keo ra thì chứng tỏ là cái máy đó đã từng được ép lại phần mặt lưng của chúng ta rồi. Hay kể cả phần camera cũng vậy. Ở trên một số chiếc iPhone đời cũ thì có thể cũng sẽ dùng keo, các bạn nhớ check cho mình luôn. Và còn một vấn đề nữa, đó chính là mainboard ở trên máy thì nên zin. Với chiếc iPhone của anh em nó cũ quá, có thể các bạn đã bị thay thế phần loa, thay thế về pin, thay thế về màn hình luôn. Thế nhưng cái main ở trên máy còn zin chưa qua sửa chữa thì vẫn là ok nhất. Nó sẽ đảm bảo cái tỷ lệ bị lỗi khi các bạn sử dụng xuống mức tối thiểu luôn. Và để biết được điều này chỉ có một cách duy nhất là anh em phải được tháo cái iPhone ra nhìn cái mainboard ở bên trong, xem là có cái vết vân tay hay cái vết nào dính lại ở trên những cái phần mainboard hay không. Cái main của iPhone nó lạ lắm, một khi mà ai đã chạm vào rồi không bao giờ lau đi được các bạn. Nên là nhìn một cái là biết sửa chữa ngay. Và với cái yếu tố mainboard này thì mình nói thêm để nếu như bạn nào có được chiêm ngưỡng cái main ở bên trong của máy thì có thể có biết được và có kinh nghiệm thôi. Chứ còn không khuyến khích anh em là đi ra cửa hàng xong hô là anh tháo cái máy cho em xem nhé. Không có cái mùa xuân đấy đâu, không ai tháo máy cho bạn xem cả. Và rồi, chúng ta sang những bước test tiếp theo nào. Chúng ta đến phần 2, đó là test chức năng ở trên iPhone. Trước đây thì mình hay hướng dẫn chi tiết các bạn cách test từng chức năng, nhưng mà gần đây mình thấy rằng có vài cái app ở trên iPhone rất là hữu ích. Các bạn chỉ cần tải cái app đó về, sau đó sử dụng cái phần test chức năng ở trong là xong. Phần mềm nói gì thì bạn làm theo đó. Và cụ thể ở đây là mình đang có phần mềm Test and Check. Khi mình vào trong phần mềm này thì mình có thể kiểm tra được khá là chi tiết về màn hình, như là kiểm tra độ sáng, kiểm tra màu sắc, thậm chí kiểm tra cảm ứng ở trên màn hình, đơn điểm, đa điểm đều có. Hay là các bạn check được luôn cả những cái cảm biến ở bên trong máy. Rồi là khi các bạn kéo xuống dưới, chúng ta có kiểm tra về GPS này, kiểm tra về zoom, kiểm tra về đèn flash, kiểm tra về loa, về microphone, kiểm tra về camera. Nói chung là rất đầy đủ ở trong cái phần mềm này. Nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn có thể lên cho mình App Store của iPhone. Các bạn gõ cho mình Test and Check là các bạn thấy ngay cái phần mềm của chúng ta. Tải về, bấm vào từng mục và kiểm tra. Đảm bảo là chi tiết và anh em sẽ không sợ mua một chiếc iPhone không sử dụng được. À quên, mua phải một chiếc iPhone mà có chức năng bị lỗi chứ. Chứ còn kiểu gì iPhone các bạn cầm trên tay mà chả sử dụng được rồi. Và như vậy là phần chức năng của chúng ta xong các bạn nhá. Đơn giản, dễ hiểu, tải app về, bấm vào là anh em có luôn. Thế nhưng trong phần chức năng này thì có một cái mình phải lưu ý các bạn. Đó chính là về viên pin ở trong máy. Chúng ta nhớ vào cho mình trong phần cài đặt, chọn pin và các bạn check cho mình cái dung lượng pin tối đa đang còn là bao nhiêu. Nếu như cái phần dung lượng pin tối đa đang còn chỉ 80% thôi thì các bạn không nên chọn cái máy đó. Bởi vì ngưỡng 80% này là kiểu gì cũng chuẩn bị bóp hiệu năng rồi và các bạn sẽ cần phải thay pin.
các bạn nên lựa chọn những chiếc iPhone cũ có pin tầm khoảng 90% trở lên. Như vậy thì đảm bảo các bạn dùng đâu đó là tầm khoảng 1 năm pin nó xuống 80%, anh em có thay thế nó đỡ tiếc của. Lưu ý cho mình một chút là không phải cái iPhone nào dùng 1 năm cũng tụt 10% pin như vậy đâu nhá. Bởi vì có những cái iPhone dùng cả năm cũng chả tụt phần trăm pin nào, có thể là do cách sử dụng của bạn hay do chất lượng của viên pin ở bên trong. Và với iOS 17 cùng với những chiếc iPhone mới thì các bạn có thể vào cho mình ngay trong phần cài đặt, sau đó chọn cho mình cài đặt chung. Ở trong này các bạn sẽ chọn cho mình giới thiệu và anh em kéo xuống dưới xem là có cái linh kiện, cái phụ kiện nào ở trong máy bị đánh dấu và đã thay thế không nhá. Apple sẽ hiển thị rõ ràng ở đây là cái phụ kiện nào được thay thế, có chứng nhận hay là không, có sửa chữa hay như thế nào. Được cái là iOS 17 bây giờ thì cho chúng ta cái phần đó, anh em cũng sẽ tiện lợi hơn. Mình xin bổ sung thêm một chút nữa về phần pin là với những bạn nào mua iPhone 15 series thì chúng ta sẽ có một cái mục trong tình trạng pin, đó là số lượng chu kỳ. Các bạn sẽ biết được luôn là cái iPhone này bắt đầu sử dụng pin từ khi nào, sạc được bao nhiêu lần. Đấy, nó chi tiết hơn những chiếc iPhone cũ. Vì vậy bạn nào có mua 15 series thì cảm giác nó cũng sẽ an tâm hơn về mặt viên pin. Có một mẹo nhỏ cho anh em đi test để các bạn biết được đâu là chiếc iPhone có thời lượng sử dụng pin tốt nhất trong 3 hay là 4 chiếc iPhone các bạn đang cầm trên tay, là anh em để cho mình độ sáng màn hình ở mức cao nhất, sau đó các bạn bật cho mình video YouTube để chất lượng 4K, anh em để tầm 5 phút và các bạn xem cái iPhone nào tụt ít phần trăm pin nhất thì đó là chiếc iPhone đang có pin ngon nhất. Đấy, anh em cách test này dễ không ạ? Tới đây thì video của chúng ta đã gần kết thúc rồi và Công xin lưu ý thêm các bạn một vài những cái điểm nữa để đảm bảo chúng ta có một chiếc iPhone ưng ý nhất. Lưu ý đầu tiên đó là chọn mặt gửi vàng. Các bạn hãy chọn cho mình những nơi mua sắm uy tín và nếu được hãy chọn những nơi có nhiều các cửa hàng khác nhau. Khi một chuỗi càng lớn thì càng đảm bảo việc bảo hành của bạn được tốt hơn. Họ không thể nào vì một cái máy của bạn hay là vì một cửa hàng lỗi mà lại đánh đổi toàn bộ chuỗi không bán được hàng. Nên là tỷ lệ bảo hành của anh em nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Rồi, cái lưu ý thứ hai đó chính là nếu như các bạn mua iPhone 13 Pro hay iPhone 13 Pro Max thì đây là hai mẫu iPhone có thể sẽ bị lỗi màn hình. Rất là nhiều chiếc iPhone này bị lỗi màn hình rồi. Nên các bạn cần phải test kỹ cái vấn đề màn hình của chúng ta, cũng như các bạn cần hỏi cửa hàng là có bảo hành gì liên quan tới màn hình hay không. Nếu như có thì khuyên anh em là chúng ta nên làm ngay cho mình một cái. Mình biết rằng bây giờ vẫn nhiều bạn bởi vì kinh tế chúng ta sẵn sàng lựa chọn iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Nhưng mà nếu được thì xin anh em lên hẳn cho mình iPhone 15 đi. Các bạn sẽ cảm thấy thời lượng pin tốt hơn, dùng cũng an toàn hơn. Và đến bây giờ thì cái việc ghi nhận iPhone 15 series bị lỗi màn hình là siêu thấp. Chắc là ai đen lắm mới bị. Chứ còn iPhone 13 Pro, 13 Pro Max thì ui dồi ôi, anh em search trên mạng một vòng thấy rất nhiều. Và tới đây thì Công sẽ kết thúc video. Các bạn thấy sao về cái hướng dẫn test máy này của mình thì nhớ để ý kiến ở phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Cũng như bạn nào muốn mua Key Windows và Key Office giá tốt thì đường link của Key Sven Công sẽ để ở phần mô tả. Còn bây giờ thì xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.